những vụ cháy rừng hiện nay đang là mối lo của châu âu khi mà trong những ngày vừa qua châu âu đã phải trải qua những ngày nắng nóng cực độ và bên cạnh những uh, sự việc do thiên tai gây ra thì cũng có những câu chuyện uh khiến cho chúng ta cảm thấy lo lắng băn khoăn đó chính là về ý thức của con người có những câu chuyện liên quan đến những cái đám cháy do nổ ga hay là những vụ việc do con người cố tình gây ra cũng đang làm ảnh hưởng đến một số quốc gia như tại bộ tình trạng khẩn cấp Armenia vào ngày 14 tháng 8 cũng cho biết một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho chứa pháo hoa trong một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Yerevan đã làm cho ít nhất một người chết và 45 người khác bị thương nguyên nhân của vụ nổ hiện nay vẫn đang được điều tra làm rõ nhà chức trách cho biết vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm sumalu chuyên bán buôn các loại hàng hóa lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy với khói đen bao trùm khu mua sắm thị trường thành phố yerevan cho biết nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát Giới chức cho biết trong đợt kiểm tra gần đây, cơ quan phòng chống cháy nổ địa phương đã phát hiện một số vi phạm của trung tâm mua sắm trên và yêu cầu sửa chữa. Nhiều quan chức cấp cao của Armenia, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Alen Simonian, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Sakis Hovanisian đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.